Xin chào các bạn, hôm nay mình lại trong cái chuỗi giới thiệu về cái dòng xe của bên mình. Thì bên mình đang có một cái dòng xe Isuzu khá quen thuộc nha các bạn. Cái dòng xe này mình đã giới thiệu rất nhiều trong cái video xe về bên mình nha. Thì hôm nay mình có một cái phiên bản thùng với bạc. Mình chưa có giới thiệu về cái loại thùng này. Trong mấy video khác thì mình giới thiệu về thùng kính, chassis. Thì bây giờ mình xin phép được làm một cái video giới thiệu về cái thùng mũi bạc này cho các bạn được biết nha. Thì xe này của Isuzu đến thương hiệu Nhật Bản, tải trọng của nó là 1.9 tấn, 2.4 tấn, và thùng nó dài 4.3 m nha các bạn, và nó có một cái tải trọng 2.8 tấn nữa tùy theo yêu cầu nha các bạn. Thì bây giờ mình với các bạn cùng nhau sẽ đi tìm hiểu và khám phá cái dòng xe thùng mũi bạc mở năm bẩn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cái mặt cabin trước của chiếc xe nha các bạn. Thì mặt cabin trước của xe, đối với cái xe Isuzu 2019 nó có máy lạnh sẵn theo xe, với lại cái logo Isuzu nó sẽ dập nổi trên cái đầu cabin nè các bạn. Đấy, đây để mình chiếu cho các bạn cái logo Isuzu nó dập nổi là như thế nào nha. Đây, đấy, logo Isuzu nó nổi luôn nha trên cái đầu cabin xe, và số loại của nó là QKR270, thùng dài 4.3 m. Đây, xe thì mình cảm thấy cái đầu nó cũng tương đối là khá là đẹp nha các bạn, và cái cụm đèn pha của nó này các bạn nhìn rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Mình cảm thấy cái đèn pha nó rất là sáng và rất là đẹp nha các bạn. Lưới tay nhiệt cũng khá là rộng nè, cản thì nó bằng nhựa nè, cũng khá là chắc chắn nè, mặt kính cũng khá là rộng nè, tài xế quan sát rất là thuận tiện nè. Có cái phần gương, thật sự là cái dòng xe này cái phần gương mình không thích, tại vì nó nằm ngay cái giữa cái cửa rất là khó quan sát. Đó, nếu mà nó nằm phía trước, nếu mà cái phần gương trước hậu nè nó nằm ngay đây nè các bạn, nó nằm ngay đây thì cái xe quá là ok luôn đó các bạn. Đấy, đó là cái phần gương mình không thích cho mấy thôi. Và đây là cái thùng mũi bạc mình muốn giới thiệu cho các bạn mở năm bự của cái dòng xe Isuzu QKR270 này. Tải trọng nó là 2.4 tấn, thùng dài 4.3 m nha. Thì đầu tiên mình thấy cái thùng của nó có vẻ bề ngoài thiết kế cũng khá là rất là đẹp nha các bạn. Đấy, xe nhìn rất là căng, đó là thùng cũng cảm giác rất là già nha. Thì bây giờ mình cứ các bạn dùng nhau đi tìm hiểu sâu và chi tiết về cái thùng này nha. Cái thùng thì cái cản của nó các bạn, cái cản của nó thì bằng inox nè, cái cản bên hông của nó bằng inox rất là đẹp. Bây giờ cái bửng của nó lớp ngoài bằng inox nè, nhập sóng rồi các bạn. Trụ của nó là bằng trụ sắt cũng rất là dày. Đấy, bản lề của nó là bằng inox rồi các bạn. Phát cơm của nó cũng bằng inox. Về bên mình thiết kế bằng inox nha các bạn. Đấy, đây là cái phía sau của cái thùng. Phía sau của cái thùng thì cái cản nó bằng inox nè. Hai cánh cửa phía trên cũng bằng inox nè các bạn. Hai cái phía sau nó cũng bằng inox nè các bạn. Mấy cái bản lề phát cơm thì bằng inox. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng cho các bạn coi phía trong của cái thùng xe nha. Đây, mình với các bạn cùng nhau khám phá phía trong của cái thùng này để xem nó cái thùng nó có cái những cái gì hay hay nha. Thùng mưa bạc mở năm bự, thiết kế khá là đẹp. Đây, cái bự phía trong của nó đó các bạn, ở ngoài là nóc, ở trong của nó là lớp tơ len kẽm nha, ở giữa là có khung xương là lớp mất xốp. Đây là phía trong của cái thùng, mình chiếu cho các bạn thấy nè, thùng khá là rộng rãi. Phía trong của nó là một lớp tơ len kẽm, sàn nó cũng là sàn kẽm nha các bạn, dày 2.5 mm. Phía trong là lớp kẽm dày 6 gem, ở giữa có khung xương sắt hộp, và cái kèo đó các bạn, cái kèo của nó thì là bằng sắt mà kẽm. Còn cái khung chuồng heo đó, cái khung xương của nó các bạn, cái khung xương của nó là bằng sắt hộp nha, rất là dày và cứng cáp. Đấy, và cái này mấy cái bạc phủ lên nè. Đó, phía tấm phía trước của nó cũng bằng lớp kẽm nha. Thì xe này khách hàng thiết kế thì nó chỉ có cái bửng phía bên ngoài của nó bằng inox, bo gì inox rất là đẹp. Đấy, còn phía trong là sắt với kẽm. Đây là cũng một cái loại thùng tiêu chuẩn bên mình đóng thùng mũi bạc mở năm bửng. Đó, còn nếu các bạn muốn đóng thùng kính hay cái thùng lửng hay thùng chuyên dụng gì thì cứ hãy liên hệ với bên mình theo số hoạt động 0997 96 5342. Đấy, đó là cái phần mình giới thiệu sơ cho các bạn về cái thùng xe
để cho các bạn được hiểu rõ hơn về cái thùng mua bạc. Thùng mình cảm thấy cái khá là đẹp nha các bạn. Nếu các bạn muốn làm thêm về những cái phần về cái đàn ngang là dọc hay cái sàn inox nè, hay là cái khung xương chuồng heo inox, hay là cái kèo inox, hay là cái khóa hộp, cái tay khóa này nè, nó bằng khóa đúc nha các bạn. Cái tay khóa này bằng cái hộp kim đúc và bằng inox đó. Thiết kế nhìn khá là chỉnh chu, rất là đẹp. Nếu các bạn muốn thiết kế thêm về cái inox khác và cái hoàng thùng thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0937 965 342 để mình có thể tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về cái dòng xe với cái loại cái thùng khác nhau nha. Đấy, đó là cái thùng mưa bạc mình giới thiệu cho các bạn, khá là đẹp nha. Cái bậc mà bước lên xuống mình cảm thấy nó cũng khá là thuận tiện, vừa tầm nha các bạn, rất là ok. Không gian nội thất của em nó mình cảm thấy khá là rộng rãi nha. Ghế mình có thể điều chỉnh lên xuống được nè, đó, tới lui được luôn đó các bạn, đó, khá là rộng rãi và thoải mái nha các bạn. Em nó có đầy đủ trang bị của một chiếc xe tải khá là ok, như quy kính chính điện nè các bạn, có khóa cửa trung tâm nè, tay lái thì có trợ lực nè, rất là nhẹ nhàng nè, xe thì có 3 chỗ ngồi bọc nỉ thôi nhưng mà cũng khá là thoải mái. Với lại xe thì cái đồng hồ táp lô của nó cũng khá là đẹp nha các bạn, thiết kế khá là đẹp, đầy đủ thông số của chiếc xe. Với lại xe nó có máy lạnh theo xe nè, radio nè các bạn, mồi thuốc lá nè, rất đầy đủ và trang bị một cái chiếc xe tải. Thì trang bị cũng khá là nhiều hộp chứa đồ nha các bạn, mình có thể đựng đồ đó, khá là nhiều hộp chứa đồ đồ nha các bạn, mình có thể đựng rất là nhiều đồ đấy. Có tấm che nắng này các bạn, đèn chiếu sáng trong cabin đấy. Tầm quan sát về cái phía trước mặt ca lăng của nó cũng khá là ok, khá là rộng. Nói chung là nội thất của em nó cũng khá là ok và khá là tuyệt vời nha các bạn, mình cảm thấy như vậy rất là ok rồi. Bây giờ mình đang lái chiếc xe Isuzu YKR270 này nha các bạn. Mình cảm giác cái lái nó cũng khá là dễ dàng và thoải mái nha các bạn. Không gian nó khá là rộng. Với lại số máy cũng rất là mạnh nha các bạn. Tay lái chơi lực rất là nhẹ nhàng nè. Đấy. Xe thì trang bị hộp số sàn 5 cấp. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là ok nha các bạn. Mình cảm thấy cái khả năng mà chống ồn của chiếc xe này khá là tốt nha các bạn. Mình ngồi trong cái chiếc xe này mà mình lái mà mình cảm thấy không có nghe được cái môi trường xe phía ngoài, nó cũng rất là nhỏ nha các bạn. Cảm thấy cái khả năng chống ồn của xe khá là ok. Và cái tiếng máy cũng khá là nhỏ. Mình cảm thấy cái khả năng chống ồn trong cabin của xe khá là ok. Không gian khá là rộng. Dễ quan sát, gương chiếu hậu khá là lớn nè, mình có thể quan sát một cách dễ dàng các bạn. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, vô số nó cũng rất là nhẹ các bạn. Đây, mình vô số 3 nè, ga cũng rất là mạnh nha các bạn, đạp cũng rất là ok. Bắt đèn xi nhan mình quẹo nè. Ok, đó là trải nghiệm của mình về lái chiếc xe. Tiếp đến mình với các bạn sẽ cùng nhau kiểm tra đi chi tiết về cái thùng xe với lại máy móc của chiếc xe Isuzu này nha các bạn. Nè, một cái động cơ khá là tuyệt vời, thương hiệu Isuzu, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích là 2.99 lít, đạt công suất mã lực tối đa là 103 mã lực tại vùng tua 2.500 nha các bạn, khá là tuyệt vời. Tiết kiệm nhiên liệu thì rất là tối ưu. Phun dầu điện tử nha các bạn, có đây là động cơ thế hệ mới 2019 đạt tiêu chuẩn thẻ Euro 4 nên nó có ga điện và có bộ xử lý điện, xử lý về khói động cơ. Mình cảm thấy cái phần động cơ trái tim của em nó khá là tuyệt vời, rất là mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Với vấn đề mua xe thì vấn đề mình cần quan tâm hàng đầu đó là vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, đúng các bạn, nên mua chiếc xe Isuzu khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá là ok và khá là tốt. Mình với các bạn vừa tìm hiểu xong cái dòng xe Isuzu YKR270 thùng dài 43, thùng mui bạc mở 5 bự, thùng tiêu chuẩn nha các bạn, rất là đẹp và thùng rất là dài, rất là bền.
tải trọng 2.4 và 1.9. Nếu các bạn cảm thấy cái xe này phù hợp với nhu cầu của các bạn, hoặc các bạn muốn thiết kế thêm, thì có thể liên bằng cái thiết kế thêm về cái sàn inox hay là những cái gì inox, khuôn xương inox, thì có thể liên hệ với mình. Em số điện thoại 0937 963 342, để bên mình có thể tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về cái dòng xe này. Một cái dòng xe Isuzu rất là tiết kiệm nhiên liệu và công suất cũng khá là mạnh, giá thành cũng rất là rẻ nha các bạn, rẻ hơn so với cái dòng xe Hino hoặc là Hyundai. Đấy, đó là những ưu điểm của cái dòng xe Isuzu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video giới thiệu về xe tiếp theo nha.